Chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Quốc Cường TV. Thì hôm nay thì mình đến lại với cái chuyên mục là giải đáp thắc mắc của anh em trong trên kênh của mình ha. Thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một vài điều nè. Hôm nay mình sẽ chia sẻ 5 điều. Đầu tiên về cái hôm bữa là mình có một cái video đầu tiên nè, là các bạn có chê về cái chú mà cắt tóc cho mình cái bữa mà mình review đó, cắt tóc vỉa hè đó, các bạn chê chú đó cắt xấu. Thật sự mình cắt mình không chê, đối thật mình không chê. Tại các bạn hiểu sao, tóc mình ngay từ bắt đầu mình trước giờ mình ấy, và các bạn thấy mà quay trong clip của mình, tóc mình rất ít khi đẹp, tại vì đa phần tóc mình là những anh em học viên cắt không à, học viên mà học viên học vài ba ngày hoặc là tuần hai tuần, anh em còn yếu lắm cắt, nên đâm ra đối với mình nó đã quen như vậy rồi. Cái chuyện cắt đẹp với cắt xấu đó mình không quan trọng, mà thợ nó cắt với nhau thì mình cũng cái tóc cắt xong nó dài đó thôi, chứ nó cũng không mất mát gì hết. Ví dụ mà khách các bạn á, là khách hàng thì các bạn chê được, chứ ví dụ mà các bạn là thợ mà mình thấy mấy các bạn đi chê thì mình chê mà nó dùng lời lẽ nó khó nghe lắm, thì mình thấy nó không không có được hay. Thí dụ mà chú có thể là chú cắt về một cái chuẩn mực nào đó, nói thẳng luôn là cái mái tóc bên trước của chú có thể là nó không làm hài lòng mình lắm, nhưng mà đối với mình á, ai một người khách hàng khi mà họ cắt tóc cho mình luôn luôn họ muốn cắt đẹp hết mức có thể, họ không bao giờ họ muốn cắt cho các bạn xấu cả, để các bạn bỏ tiệm các bạn chửi họ cả. Họ đã cố gắng muốn đẹp hết, cắt đẹp hết mức có thể rồi, nhưng mà nhiều khi cái chữ đẹp của cái người thợ đó với bạn nó không giống nhau thì các bạn không hài lòng. Và đơn giản mình cũng không thể nào mình cắt 10 người hài lòng hết 10 người được, và anh nghĩ không có, mình nghĩ không có anh em nào có thể cắt 10 người hài lòng được 10 người. Cắt 10 người hài lòng được 10 người với điều kiện là khách quen của các bạn, các bạn rồi tới cả khác. Còn các bạn ra bắt đại ngoài đường 10 người cắt thử coi có hài lòng được 10 người không, mà bây giờ lại dùng cái lời lẽ chửi này kia thì nó không hay. Các bạn có thể góp ý, các bạn có thể chê xấu chê đẹp đó tùy các bạn, nhưng mà mình nghĩ các bạn nên cân nhắc cái lời nói một xíu, tại vì mình thấy nó không có nói mình, nhưng mình thấy nó không có được hay lắm. Tối mình chú là một cái người gọi là tiền bối đi trước đó, để chia sẻ cho mình những cái gì đi sau. Mình cắt tóc với chú mình học hỏi được nhiều thứ về cách giao tiếp nè, về cách làm việc của chú, thấy nó có những cái thứ hay hay mình thích, cái cách đường phố vậy đó, thì mình review cho các bạn xem thôi. Nên các bạn có cái ý kiến gì nếu mà bình luận thì các bạn tế nhị một xíu thì mình nghĩ nó sẽ hay hơn ha. Cái đầu tiên, cái thứ hai nữa là nói về cái điều thứ hai là nói về việc cắt tóc. Cắt tóc của mình á, thì mình có chia sẻ cho anh em rất ít cái lưu cắt tóc, và đa phần anh em lại đặt những cái câu hỏi mà hoặc là những cái câu nói nó cực kỳ dở luôn, là bị mặc định rất là nhiều. Mình làm thợ cắt tóc đâu có thể nào mà cái kiểu tóc đó là cắt thấp thì các bạn phải cắt thấp, tất cả các mọi người tới để các bạn được cắt thấp. Ví dụ cắt tóc sai bát đi đúng không, có nhiều người các bạn cắt thấp được, nhưng có nhiều chất tóc các bạn cắt thấp không được, thì đâu có thể nào mặc định là cái tóc đó là phải cắt thấp, phải cắt cao, và phải cắt ra cái tên của kiểu tóc đó cắt ra phải đúng như chuẩn như trong cái hình mẫu của nó đưa ra. Thử các bạn lên mạng các bạn search một cái chữ undercut thử coi nó ra bao nhiêu kết quả, mà tất cả kiểu tóc đó làm sao giống nhau được. Hoặc các bạn vừa search chữ size bát, search chữ layer thử coi, không thể nào nó ra giống như nhau được. Cái kiểu tóc nó chỉ là một cái nền tảng ban đầu để mình sáng tạo ra những kiểu tóc khác thôi, tại mình là người thợ mình tự cân nhắc để mình làm ra một kiểu tóc làm sao cho khách hàng hài lòng, và cái mình cũng cảm thấy hài lòng với cái tác phẩm đó là được. Chứ làm sao mà các bạn mặc định ở cái tóc đó là phải cắt thấp chừng này, cắt thấp lên trên viền tai khoảng tầm 2 phân, thì tất cả mọi người khi mà tới yêu cầu kiểu tóc đó các bạn đều cắt như vậy, đâu được. Mà các bạn đặt nặng cái vấn đề là cái kiểu tóc, cái tên gọi đó là phải chính xác. Nói thiệt, tên gọi nó chỉ là một cái cách văn hóa thôi. Và thật sự mình nói thẳng với các bạn luôn, có nhiều trường hợp nha, mình thấy một cái kiểu tóc gọi là mình, cái này mình nói nè, cái hồi mà mình chuyển có ba bên nè, cái tóc Mohican dài và cái kiểu tóc sport, khi các bạn gõ lên á, gõ lên trên Google thì nó đưa ra chỉ có một kiểu duy nhất thôi, nên đâm ra mình bị loạn giữa những cái kiểu đó. Mình không có nhiều người tới họ yêu cầu sport, mình không hiểu là sport phải cắt sao nữa, tại vì khi mình lúc mình chưa cắt chưa biết chưa rành như bây giờ thì mình không biết cái sport là như thế nào. Khi mà đưa về mình cập nhật mình gõ lên mạng thì nó lại mô ra Mohican, thì mình cứ nghĩ ở sport đó là Mohican, và sau này thì mình mới hiểu. Nên cái này anh em hiểu một điều là mình làm thợ mình tự cân nhắc với nhau lại thôi, chứ không thể nào mà mặc định là kiểu nào là phải ra nền nếp kiểu đó như vậy được ha. Tiếp tới là cái vấn đề này mình chia sẻ cực kỳ nhiều, phải gọi là cực kỳ nhiều luôn, mà vẫn anh em vẫn hỏi là uống tóc xong có xả không, hoặc là uống xong rồi có về có gội cần mấy ngày không gội không. Đó là tùy theo cái thuốc uống của các bạn và cách làm việc của các bạn nữa. Ngày xưa nếu mà uống cái thuốc mà làm trước như hồi xưa, cái thuốc mà gọi là sao ta, quét vô trước á rồi sau đó dập á,
thì các bạn thường thường là các bạn quét vô xong hoặc là các bạn sẽ đưa giữ cái ống uống vậy luôn, các bạn xịt nước cho nó trôi bớt đi rồi các bạn dập. Còn mình làm thường thường mình không bỏ qua giai đoạn đó, mình dập thẳng luôn. Tại vì trước giờ mình làm như vậy, hồi xưa mình học thì thầy mình vẫn chỉ là phải xả trước. Nhưng mà sau này mình đi làm một số salon cũng lớn á, thì những chỗ đó họ không xả trước, mình thấy cái ra chất tóc nó vẫn không thay đổi gì, nó vẫn hiệu quả, nó vẫn đẹp, nó vẫn tiết kiệm được thời gian cho mình, nó tiết kiệm được nhiều thứ lắm, thì không mắc tội gì mình phải đi xả cho mình ha. Cái này là mình không ràng buộc, nhưng mà một số cái chất tóc, một số cái mỹ phẩm nó bắt xả thì các bạn cũng phải xả. Và nếu trước giờ các bạn đã quen với cái việc mà làm thuốc trong thuốc số 1 không, thuốc số 2 phải xả, thì bạn cứ xả bình thường, nó không có mất mát gì hết. Còn mình là mình không xả, trước giờ clip uống của mình không xả. Và sau khi uống xong, các bạn hỏi sau khi uống xong có cần gội đầu không, hay là có nhịn vài ngày mới gội, đó là tùy theo cái cách làm việc của bạn thợ thôi, chứ cũng không thể nào mặc định như vậy được. Nhưng trung bình thường thường bên mình là mình về cứ gội bình thường, mình không có cần các bạn phải kén gội, dầu gội hay cái gì hết, các bạn cứ gội bình thường, thích gội cứ gội đầu, thích xả tóc gội cái gì cũng được. Các bạn uống vô nếp thì các bạn gội đầu nó vẫn không bung, chứ không phải là cứ về là phải cách 2-3 ngày mới gội đâu. Tại vì mỹ phẩm hồi nãy nó đỡ, nhưng hồi xưa cái mỹ phẩm nó hôi lắm các bạn, để 2-3 ngày làm sao chịu nổi, về đi chơi bạn gái chắc nó trốn luôn. Năm ra cứ gội được thì cứ gội thôi, mắc mớ gì đâu phải sợ ha. Rồi tiếp tới là phục hồi tóc. Phục hồi tóc là có cái bạn kia nói cái vấn đề uống cái này nè, hay đó các bạn hay uống nó cái giờ mà đổ tay nghề còn kém đủ thứ lắm, giờ mà còn uống thuốc nước trăm hai lần này kia đó. Mình nói với các bạn một điều là ngày trước lúc mình đi học mình không có học trăm thuốc nước kiểu này, mà hồi xưa làm là cái dạng thuốc đặc á, dùng cái quét lên cái tóc, sau đó hồi trước là dùng cái bịch ni lông các bạn biết không? Bịch ni lông sau này thì nó có cái giấy uống, nhưng hồi xưa là dùng cái bịch ni lông á, cắt vuông 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 ra rồi bắt đầu quấn nó lại. Rồi hồi xưa có hai dạng, một cái dạng là 3-1, là nó vừa uống vừa dập luôn. Ha, một cái dạng sau này thì nó vẫn có thuốc dập, thì nó bắt buộc nó không cho quấn ni lông nữa, mà nó quấn phải quấn bằng cái giấy uống để mà lát dập sau. Nhưng mà mình đã nói với anh em cái này nè, đã nói trước những cái clip uống kia rất là nhiều, làm hay làm dở gì đó tùy theo cái cách làm việc của mỗi người thợ và cái cách học của cái người thầy của mình nữa, và đặc biệt nhất là cái cách cập nhật của các bạn về xu hướng thời trang nữa, hoặc là xu hướng làm việc nữa. Ngày xưa mình vẫn làm như vậy, nhưng sau này mình thay đổi. Tại vì sao các bạn biết không? Không, ngày xưa người ta làm vậy, đa phần cái thuốc mà bôi trước á, hoặc thuốc 3-1 á, thường một điều nè mình không làm là tại vì đa phần nha, mình không phải nói loại nào vậy, đa phần là cái giá cả dịch vụ nó sẽ rẻ hơn cái loại thuốc nước mà cái hiện tại mình đang dùng như thế này. Cái loại thuốc nước thì nó sẽ mắc tiền hơn, còn cái loại thuốc kia thì nó sẽ rẻ hơn chút xíu, nó tiết kiệm chi phí cho bạn hơn một chút xíu. Nhưng thường thường nếu bạn phải hiểu một điều, nhà sản xuất họ đã sản xuất ra cái thuốc mà thuốc dập riêng, thuốc số 21 riêng, mà nó sản xuất ra sau, các bạn phải hiểu không? Nó ra sau, nếu mà cái thuốc 3-1 dập uống một lần luôn, bôi lên một thẳng quét thuốc vô, nếu mà một lần nó tốt hơn thì nhà sản xuất không điên gì phải sản xuất ra cái loại hai lần như thế này hết. Nó vừa tốn thời gian, đúng không? Mà nó vừa tốn tiền hơn nữa, ai mà dùng, đúng không? Nhưng mà tại vì nó có một cái gì đó tốt hơn thì người ta mới dùng. Thì thật sự mình thấy cảm nhận một điều á, là cái uống cái thuốc mà vừa uống vừa dập một lần, đa phần cái chất tóc nó hay bị xù khô hơn. Và khi mà các bạn nhuộm một cái, những cái sợi tóc nó bị bào mòn, trong đó hàm lượng H2O2 axit nó nhiều, nó ăn mòn sợi tóc đi, thì làm sợi tóc nó sẽ khô sơ hơn. Nên sau này mình dùng cái cách uống này là cách uống dành cho mình và dành cho mình dạy cho học viên luôn, để những anh em mà mới học nghề á, uống tóc còn yếu dễ quấn. Dù các bạn quấn một tiếng cũng được, sau khi quấn một tiếng các bạn châm thuốc, châm thuốc thì các bác biết rồi, cỡ phút là bạn châm xong rồi, thì cái thời gian nó bằng nhau hết. Còn các bạn bôi thuốc vô quét ống như vậy, lỡ các bạn quét, mình cho các bạn quét nhanh đi, quấn nhanh đi 10 phút đến 15 phút là cho các bạn nhanh nha, còn bạn chậm như cái cả tiếng quấn vô xong á, là và cái khi mà các bạn quấn từ ống đầu tiên tới ống cuối cùng, thì cái ống đầu kia mà các bạn quấn xong ống cuối cùng á, thì nó bắt đầu vô thuốc rồi, nhưng mà ống đầu tiên các bạn quấn vô trước đã được 15 phút rồi. Thì vậy mở ra hồi xưa nó hay có tình trạng là nó quăng không đều, hoặc nó quăng đều thì cái tình trạng cái ống quăng trước nó hay bị khô hơn cái ống quăng sau, tại vì nó tiếp xúc với mỹ phẩm nó quá lâu, các bạn hiểu không? Nên sau này mình dùng cái loại thuốc này để cho nó phù hợp với lại cái độ quăng nó bền hơn, độ quăng của khách nó bền hơn, giá thành nó có thể nó cao hơn một chút xíu thôi, nhưng mà cái này không quan trọng ha. Tiếp tới là phục hồi tóc, anh ơi dạy về cách phục hồi tóc này kia rồi là sao đó, nó có phục hồi tóc khỏe lại như tóc đen tự nhiên không? Mình trả dám thẳng thắn một điều, cái này nếu mà các bạn đi làm một số chỗ có thể họ sẽ nói nó cũng sẽ mệt mượt như tóc đen tự nhiên. Mình nói thật, đúng thật, nó mềm mượt như tóc đen tự nhiên thật, có thể là mềm mượt hơn nữa, nhưng mà cái mềm mượt này nó không bao giờ giữ bền được. Thí dụ á, các bạn thấy quảng cáo Omo, nó quảng cáo dầu gội dính dầu nhớt này kia mà nó gội giặt một cái sạch, thật sự đó chỉ là quảng cáo thôi,
Không thể nào mà các bạn cái tóc mà các bạn phá hư nát bét tè lại nhà rồi mà các bạn dùng một ít keratin hoặc một ít collagen gì đó các bạn phục hồi nó về lại hiện trạng tóc ban đầu, đó là điều không thể. Nó chỉ thấm vào trong tóc. Và keratin là các bạn hiểu không, keratin là thành phần cấu tạo lên sợi tóc á, nó thấm vào tóc thì nó sẽ làm cho sợi tóc mềm mượt lên ngay lúc đó thôi. Và về các bạn có thể dùng dầu xả, dùng dầu dưỡng gì đó để các bạn dưỡng, để có cái nền tảng để các bạn dưỡng tóc thôi. Còn các bạn nói mà phục hồi về, các bạn để vậy các bạn xài gội đầu bình thường không chăm sóc gì nữa mà đòi nó mượt như tóc đen tự nhiên thì điều đó không thể. Đã các bạn tẩy rồi, các bạn uống rồi, các bạn phá hư nát sợi tóc rồi, vẫy tóc nó rơm ra bỏ ra rồi thì làm sao nó cầm nước được mà biểu nó không khô. Keratin chỉ buộc phục hồi vô đó thôi, nó có cái nền tảng, có chất tóc thì các bạn về các bạn xả tóc, các bạn bôi dầu hấp, các bạn xịt dưỡng, các bạn làm gì đó thì nó sẽ dưỡng được cái tóc của mình thôi, chứ không thể nào mà gọi là phục hồi xong là nó khỏe nha các bạn. Chỉ có các trường hợp các bạn cắt bỏ nó đi, cắt từ 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 từ, vừa phục hồi vừa cắt bỏ nó đi để khi nó dài ra tóc đen tự nhiên mọc mới ra thì nó trả lại hiện trạng tóc ban đầu cho các bạn thôi, chứ không thể nào từ một tóc hư có thể làm khỏe liền ngay lúc đó được nha các bạn. Câu hỏi cuối cùng của các bạn này hỏi là anh hướng dẫn cho em quản lý nhiều tiệm thì như thế nào. Mình nói thẳng luôn, mình không học ở lớp nào kinh doanh cả, và cách quản lý lý của mình thì cũng không có hay ho gì để mình phải chia sẻ. Không phải là mình giấu công việc hay giấu gì hết, nhưng mà mình vẫn thấy trong công việc mình quản lý nó vẫn còn nhiều cái lỗ cũng lắm nên mình không có chia sẻ cho anh em được. Tại vì mình có hay có hơn gì ai đâu mà phải chia sẻ. Khi nào mình thấy mình chắc chắn một cái công việc gì đó mình có thể chia sẻ cho anh em được thì mình sẽ chia sẻ. Nhưng cái việc này á, mình thấy là mình có 4 tiệm đó, nhưng mà mình quản lý thì cũng phải vừa tạm tạm thôi, chứ cũng không phải là mô hình nó quá nhiều. Mình còn dùng người nhà nhiều lắm, mỗi người nhà của mình là quản lý một tiệm nên đâm ra cái vấn đề đó chưa gọi là quản lý. Khi nào mà các bạn đưa một cái bộ máy, một cái người ngoài xã hội vào quản lý á, mà nó vẫn chạy hoạt động được thì lúc đó mình mới chia sẻ cho anh em được, chứ giờ đây mình không có chia sẻ cho anh em được tại mình thấy mình chưa đủ khả năng. Cái này mình nói thật, cái nào dở thì dở, cái nào giỏi thì giỏi, cái nào nói thật là nói thật, nên đâm ra anh em thông cảm một điều nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem cái video của mình. Nếu mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi những cái video mới nhất của mình. Nhớ đăng ký nha. Mục tiêu của mình là giờ tới cuối năm được 10.000 người đăng ký, giờ được 7.600 rồi ha. Rồi bye bye. Cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày mới tốt lành, vui vẻ, nhiều sức khỏe ha. Giáng sinh tới rồi. Chúc anh em một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Bye bye anh em.